Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2020-2025. Giai đoạn 2013-2020, toàn quốc tìm kiếm quy tập được gần 17.000 hài cốt liệt sĩ, trong nước là trên 8.000 hài cốt, khoảng 8.000 tại Campuchia và Lào. Tiếp nhận trên 38.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích trên 23.000 mẫu ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, được trên 4.000 trường hợp, đính chính thông tin trên 1.200 ngôi mộ. Hiện vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa được quy tập, chưa có thông tin. Mục tiêu từ nay đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành việc tìm kiếm quy tập khoảng 1.500, xác định 20.000 thông tin liệt sĩ, hoàn thiện hệ thống quản lý liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang, mỗi năm xác định ADN khoảng 1.000 hài cốt. Theo đó sẽ hoàn thiện cơ chế quy tập và xác định thông tin, xác minh nơi chôn cất, lập bản đồ tìm kiếm, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, xây dựng tôn tạo quản lý mộ trong trang liệt sĩ.